Alo. Và sẽ cùng đến với trận đi đấu thứ hai, và anh em đừng giang nữa được không ạ? Và anh em hãy cổ vũ đi anh em ơi. Rồi anh em cổ vũ đi Summerian cho game thủ Bay Bay. Vâng, Sam gì đây? Samper. Và như vậy trận đấu thứ hai bên mình là Samper, bên kia là gì đây? Ờ Pan Egypt. Homus, Zokanta, Alamon, Zokanta, Donna, Homus, Zokanta, Zokanta, Alamon, Alamon, Yuri, Alamon, Zokanta. Và anh em hãy cổ vũ anh em ơi. Và anh em đừng giáp nữa, và anh em hãy chuyển sang một tên cổ vũ được không ạ? Và ta trở lại máy của thủ các game thủ trong trận đấu thứ hai này. Và đây bài Summerian đến từ game thủ BB và à đây đây. Đây là Persian. Đó, cân đôi cho hiểu em ơi. Cố gắng cân đôi cho bên game hiểu và cho anh em khán giả là hiểu nè. Cân đôi được không ạ? Không, nhưng mà trận này, và trận này nếu như mà con Per gặp con Egypt thì ngon, gặp Pan của sẻ thì nhiều khi không biết như nào, nhưng mà cố gắng để có thể gặp Egypt thì thích hơn, vì bên kia là BB cầm Summer. BB là người cầm Summer, nói chung gặp con giò của sẻ thì nói chung cũng đỡ nhói hơn. Dân Summer gặp con giò nói chung vẫn dễ chống hơn. Mong là ta sẽ có bài đấu lên sớm của Person và gặp luôn Mạnh Hào thì nó dễ chơi hơn, chứ nhiều khi mà gặp con Parmesan của sẻ cũng chưa biết đây nào một lần. Đó, một bài đấu đang hơi trống về đồ ăn dành cho game thủ tiểu ăn Thầu gỗ đầu xa, và Thầu đang cố gắng để tỉa một con hươu về trước. Có tần sóc dần nó sẽ đều hơn. Đó, cảm ơn Đông Hạnh nha, cảm ơn anh The Benning nha, chào anh Thanh Hằng nhá. Ok, chào anh Vũ Văn Hòa nhá, chào cả anh em nhá. Rồi, có con voi. Rồi, như vậy là một hươu đá về trước để có thể sóc dần, và thêm con voi này nữa là cũng ổn áp rồi. Một cái nhà là xanh mướt luôn thì như Thầu ở trong hướng gần này, 6 giờ, à, gần 3 giờ. Rồi, nhà rất dễ dàng là Trần Đức Bo. Rồi, nhà này căng mấy cái hàng BE và mấy cái BBBM cho nó kín bưng luôn rồi. Rất dễ bo thôi. Đây là máy của game thủ tiểu bàn Thầu. À, đây là máy của BB. Đang BB đang thấy quả phụ và bắt đầu dòng con voi mình về. Một bài đôi voi. Đó, trở lại máy Thầu đi. Ôi rồi. Đó, Thầu làm quả cắm ngay, vâng, cắm ngay một đạo dần trên góc giữa bản đồ như này. Đang mút được bầy hươu to và đang mút thêm con voi nữa, này nữa là khả năng vẫn ép được đời đấy. Đây là bầy hươu to và cố gắng bằng lùa nó sát được cái BS cái để có thể mắc bêu. Bên trên này có đôi voi nữa. Rồi, tránh Quốc Việt, chào anh Quang Minh nhá. Rồi, tránh Quang Vinh nhá. Homus, Zokanta, Homus, 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 Homus,
À, kích đời trong 10. Hai lờ đến từ thầu đây, máy của game thủ BB. Vâng, 29-32 là một cái khoanh ruộng. Vâng, tròn ngay cái con đê này. Rất đẹp mắt dành cho cái thủ BB, một cái bãi quả trên con đê này, và bây giờ thiết kế cái ruộng luôn. Vâng, đẹp đấy nhở, đẹp đẹp dai đấy. Mỗi thuật là không biết tí nữa ăn xong quả thì con dân có được con nhảy được ra ngoài hay không thôi. À đây, game thủ BB đang đẩy vào bãi vàng, vào luôn bãi vàng của thủ Parmigiano. Vâng, đang cố gắng điều tờ này, đang tập trung vào những con dân ăn vàng, nhưng mà đây là con T đã có giáp dành cho cái thủ BB. Mình là con T giáp, thắng là 29 và đây là máy của thủ bán thầu. Rồi xem BB điều con T này đã. Ok. Thầu 22-48. Và như vậy là vừa rồi là một những cái chết đến từ những con dân của cái thủ tiểu bàn thầu tại cái chỗ nhà BL này. Và tôi thấy là những cái tân quần đùi màu đỏ. Và những cái tân quần đùi màu đỏ đang phơi tại cái nhà BL của thầu, chứng tỏ là cái thủ thầu đang bị mất dân từ tuần vừa rồi. Nhưng mà em đang tích được những con lạc đà là khá khá, và đang solo lạc đà với chim sẻ đi đăng. Rồi khô máu luôn. Sau trận đấu này có vẻ thầu đang khá nhiều những con lạc đà yếu máu nhá. Đang có hai con lạc đà thương binh trong tuần vừa rồi. Đây là máy của cái thủ huy 32-52. Và quay trở lại với trận đấu như em ơi. Và một bài đấu 48-52 của game thủ BB. Một bài đấu cũng được là giáp 2 rồi. Vâng, đang túc tắc vàng để có thể lên cho mình cái đầu máu, và thích thì có thể lên cho mình cái giáp 4 luôn. Ở đây là dân sẻ. Rồi, không thể chạy được. Vâng, quả đứng sát, dí sát là như vậy, nó vẫn chạy được hai con nữa. 53 và cẩn thận hở rừng em ơi. Một tình huống mà BB đang chặt khoanh rừng bên trên này. Cẩn thận nó sẽ hở. Tham lai 53. Hiện tại BB đang trong thời gian lên cho mình là cái đầu máu. Tí nữa thôi thì người ta sẽ có những con cung R là mắc binh ở trong đời 3 cho những con cung R Summer. Đầu máu lên xong rồi. Đầu máu lên xong và tí nữa lên xong nốt cho mình là cái giáp 4. Đây là máy của TMT 15-52. Một bài đánh về lâu về dài thì con person nó sẽ bị những cái tên mất dân.
dân không bánh xe và đội bạn đang bóng bay. Đang tham lai hào đang nở lên là khá to màu tam. Đang trở lại màn hình máy của game thủ BB nào. Rồi bây giờ bắt đầu đấu quân. Cố gắng lên đầu máu để chơi với thủ mạnh hào. Đây là một trận đấu mà bằng số lượng cung lượt là cần phờ. Nhờ mình đang bắn BS. Đang giáp 4 đầu máu luôn đến từ game thủ BB. Đây gặp quân rồi. Một cái khe đứng quân đến từ hai game thủ. Rồi BB quyết định là điều luật tên này á. Rồi thì rút rút hay hơn nhỉ, bên này có vẻ như cái thế đang là dẹt đẹp hơn cho game thủ mạnh hào. Chúng ta không nên gọi là chết vì một cái khe nữa. 82 thì 88. Vâng, lực và đang sóc rất đều quân dành cho game thủ vì thời điểm này. Đang vào lúc 19:30 ngày mai ta sẽ có kèo đấu 3-3 cùng R giữa cái thủ Việt Nam với thủ Trung Quốc em nhé. Đang sẻ bi thầu sẽ gặp đang kiểu thủ Ngư và Hòa Hải cái thứ thì phải. Quên mất rồi, chưa nhớ lịch ra quân. À đúng rồi, tiểu thủ Ngư Đỗ Thánh và Hòa Hải. Và mai sẻ bi thầu sẽ gặp Ngư Thánh và Hòa Hải ở trong trận đại cùng R lúc 19 giờ anh em ơi. Đó, khi mà nhìn cái bài cục rồi vì lại nhớ đến cái kèo ngày mai. Đây là TMT 15/52. Rồi, sẻ bi thầu nhé anh em ơi. Sẻ bi thầu Ngư Đỗ Thánh và Hòa Hải nhá. Mai anh ta sẽ có kèo đấu cùng R giao hữu giữa các game thủ Việt Nam và game thủ Trung Quốc. Vâng, trở lại trận đấu này mình đang thấy được game thủ Thailand của BB đang nở hơn so với Hào. Và chứng tỏ bài đấu này của BB đang là bài đấu phát triển khỏe hơn. Nói chung là trong cái cộng đồng này khả năng chắc là có mỗi chim sẻ thì đang có thể cân được với thủ BB ở trong cái thể loại gia dân phát triển thôi. Và các game thủ khác thì BB đều là sẽ cân nhỉnh hơn. Phát triển rất khỏe luôn. À, bây giờ hai cái thủ đang điều luôn tại cánh rừng của thủ Mạnh Hào. À, bên kia là con cung R không biết là đã lên 106 máu hay chưa. BB là người đã chủ động BN và ăn vàng rất nhiều rồi. Chủ động làm một tuần vàng. Vì nhiều khi là bài đấu này đánh kiểu trông R với con Egypt thì nhiều khi nó cũng khá là 50-50. Đang đông hơn. Đây là thầu. Lại 19. Bản thầu vẫn đang có khá nhiều lạc đà. Ở trung tâm này này game thủ thì bản thầu và game thủ BB chim sẻ là cân tham anh em ạ. Tham cả đang cũng cân nhau. Còn hai bên cũng đang và có khá ít tơn lạc đà để đi móc máy. Bản thầu đang là người có mặt ngay đằng sau đây. Một tơn tràn từ hai đầu nhưng mà cung R các bạn đang rất đông nhờ. Thầu đang chưa có thế để đảo trung tâm này. Tầng lực đang rất ổn và đợi một chút thực nữa thôi thì BB sẽ là một tuần kích đôn. Ok. Kích 4 ở đầu phút thứ 29 với tao đai 103 của mình. Và bây giờ thì các game thủ đang điều chân lực trong tuần này. Đội thầu đang cố gắng để ở trên anh em. Hào đang cố gắng để rui qua cái khe. Và như vậy là Hào 106 máu thì vậy. Chắc là tầm này cũng là 106 máu rồi. Và game thủ chim sẻ đang móc máy một tuần. Còn rút rồi. Một tình huống mà khả năng sẻ sẽ báo là BB có ca. Sẻ sẽ báo là BB đã đập nhà bên ca. Còn cùng giờ Egypt rất khỏe rồi thì thấy không hề đơn giản. Còn lên 4 xong thì BB sẽ có những con hot của Summerian có thể thi đấu. Còn một thời gian dài không thấy chim sẻ đi nắng và đúng một cái tuần khá nhạy cảm. Tần rất biết bóc máy đến từ chim sẻ.
Đây là TMT nào. Không như vậy thầu đừng solo tên này. Tên này solo không hề thơm, mà tên này đột kích vào nhà là bạn khoáng dân thì khoáng thôi. Hào đang bắt đầu đẩy lên nhà BB. Vâng, Hào bắt đầu đẩy nhá. Lên 4 thành công dành cho game thủ BB và thực ra sẽ chuẩn bị sóc cho mình những tên hot đầu tiên. Xong những tên hot đầu tiên. Một bài mà BB đang đánh được 6 nhà BA thì phải, 6A. Nâng cấp cho mình là cái tên bắn chặn. Rồi tên hot đầu tiên đỏ ra. Rồi timeline bị đè mạnh quá. Tỷ số là 0-2.